Chào mừng các em đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Tiết học này, cô sẽ cùng các em tìm hiểu về môn toán lớp 3, bài Phép trừ các số trong phạm vi 10.000. Trong bài học này, cô sẽ hướng dẫn các em cách đặt tính và cách thực hiện tính phép trừ các số có nhiều chữ số trong phạm vi 10.000. Nào, bây giờ mời các em cùng đi vào bài học nhé. Cô có phép tính trừ như sau. 8.652 trừ 3.917. Đầu tiên, chúng ta phải đặt tính phép tính này. Khi đặt tính, các em sẽ viết số bị trừ nằm ở trên 8.652. Sau đó, các em sẽ viết tiếp số trừ nằm ở hàng dưới, sao cho hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục, hàng trăm thẳng hàng trăm và hàng nghìn thẳng hàng nghìn. Sau đó, em viết tiếp dấu trừ và dấu gạch ngang ở phía dưới. Sau khi đặt tính rồi, bây giờ chúng ta cùng thực hiện tính phép tính trừ này nhé. Khi tính, em chú ý ta sẽ tính theo thứ tự từ phải sang trái, tức là tính từ hàng đơn vị trước. Đầu tiên, ta lấy 2 trừ 7. 2 không trừ được 7, em mượn 1. Ta có 12 trừ 7 bằng 5, viết 5. 1 thêm 1 bằng 2, 5 trừ 2 bằng 3, viết 3. 6 trừ 9 không được, mượn 1, ta có 16 trừ 9 bằng 7, viết 7. 3 thêm 1 bằng 4, 8 trừ 4 bằng 4, viết 4. Vậy, 8.652 trừ 3.917 bằng 4.735. Như vậy, khi đặt tính và tính phép tính trừ các chữ số trong phạm vi 10.000, các em cần lưu ý, ta cần đặt tính sao cho các số ở cùng một hàng thì thẳng cột với nhau. Và khi tính, em sẽ tính theo thứ tự từ phải sang trái và lấy số ở hàng trên trừ cho số ở hàng dưới. Nào bây giờ, để củng cố lại kiến thức vừa học, cô mời các em cùng thực hiện bài tập sau nhé. Bài tập yêu cầu gì nào? Bài tập yêu cầu chúng ta là em hãy viết chữ D vào ô trống trước phép tính đúng và viết chữ S vào ô trống trước các phép tính sai. Đây là các phép tính. Các em sẽ có thời gian 1 phút để thực hiện bài tập này nhé. Nào, cô mời các em cùng kiểm tra lại kết quả với cô nhé. Phép tính đầu tiên, 2.340 trừ 512 bằng 2.232. Đây là một phép tính sai. Bởi vì trong phép tính này đã lấy số ở hàng dưới trừ cho số ở hàng trên. Vậy ta phải sửa lại như sau. 2.340 trừ 512 bằng 1.828. Các em nhớ khi trừ, ta phải lấy các chữ số ở hàng trên trừ cho số nằm ở hàng dưới các em nhé. Chúng ta cùng sang phép tính thứ hai nhé. 6.385 trừ 2.979 bằng 3.406. Đây cũng là một phép tính sai. Bởi vì trong phép tính này đặt tính chưa chính xác. Các số trong cùng một hàng chưa đặt thẳng cột với nhau. Ta cần sửa lại như sau. 6.385 trừ 2.979 bằng 3.406. Các số hàng đơn vị cần đặt thẳng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục, hàng trăm thẳng hàng trăm và hàng nghìn thẳng hàng nghìn. Phép tính thứ 3, 7.563 trừ 4.108 bằng 3.455. Đây là phép tính đúng. Bởi vì trong bài này đặt tính thẳng hàng, thẳng cột và kết quả tính cũng rất chính xác. Như vậy, cô đã cùng các em tìm hiểu về cách đặt tính và tính phép tính trừ các chữ số có nhiều chữ số trong phạm vi 10.000. Cô hy vọng rằng các em sẽ ghi nhớ bài học thật lâu và vận dụng làm các bài tập thật chính xác. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô xin hẹn gặp lại các em trong chương trình Siêu trí nhớ học đường lần sau nhé.